tất cả các bạn nha. Hiện tại thì mình đang đứng góc Mai cũng nhất huyện Cai Lậy nha các bạn. Nói chung là góc Mai này mà khi anh em nào mà có tới Cai Lậy thì mình sẽ nghe tiếng của góc Mai này. Góc này như đợt trước mình có quay các bạn. Lúc trước thì khoảng năm trước các bạn. Lúc mình quay thì nó chưa có cho bông các bạn ơi. Lúc đó đang vào tháng 2, tháng 3 các bạn. Nó lá rất là nhiều. Mình quay nó tùm nó cũng không có thấy rõ các bạn. Hôm nay mình có dịp quay trở lại. Đang ngay dịp Tết các bạn. Giờ đang cho bông gỗ rồi bạn. Hôm nay cũng hai mấy Tết rồi. Bông rất là nhiều. Hôm nay mới thấy rõ được cái tàn tán chi cành bên trong các bạn. Giờ bắt đầu mình tí nữa gần quay từ từ cho các bạn tham khảo cái vẻ đẹp thật sự của gốc mai này khi vào dịp Tết các bạn. Hôm nay cũng mấy Tết các bạn. Nói chung là thấy cái bông mà rất là to, bông chùm luôn các bạn. Đây. Tí nữa gần cho các bạn xem. Bông nó lộn lộn mà chùm luôn bạn, bông năm cánh. Mình thấy cái mặt bông nó nhỏ, hơi nhỏ bạn. Đây. Okay. Hôm nay là cũng hai mấy Tết các bạn. Nói chung là bây giờ tới Tết thì mình mỗi ngày mình sẽ đăng một video về mai khủng nha các bạn. Anh em nhớ đón xem các bạn. Mình đang ngồi lúc 18 giờ chiều hàng ngày trên kênh YouTube Dương Hữu Thắng nha các bạn. Đây là khoảng cách mình đứng từ xa nó khoảng 20 mét các bạn. Cái tàn nè. Quay hết cái tàn cho các bạn xem luôn. Chiều cao nó mình nghĩ từ đế lên lên đỉnh tàn các bạn. Nó khoảng trên 8 mét các bạn, tàn ngang thì nó khoảng trên 8 mét luôn, rất là cao. Bông thì kẹo cây luôn các bạn, bông rất là nhiều. Anh em chiêm ngưỡng khúc mai này rồi cho mình nhận xét các bạn, xem cái nó đẹp như thế nào các bạn. Gốc mai là thuộc quyền sở hữu của cây xăng Vạn Phúc các bạn. Nói chung là mình quay mình chia sẻ cho anh em xem thôi, không có buôn bán gì đây nha các bạn. Đây. Đây là tàn tán bên trong của gốc mai này bạn. Cái hoành này nó phải trên 1m2 các bạn, 120 để tàn tán bên trong đây, rất đều đặn các bạn. Mình thấy đứng từ xa này mình thấy cái thân các bạn nó đâm nụ ra luôn các bạn. Ốc này mình nghĩ nó rất là lâu đời các bạn, da nó xù xì cho rất là to. Mấy cái tài cành nó rất là lớn nha bạn. Tuốt từ phía xa trên nè.
gốc mai này thì mà khi mà anh em nằm đến Cà Lậy thì sẽ biết các bạn, ai cũng biết hết, nói chung là nổi tiếng ở Cà Lậy các bạn. Có dịp anh em nào đi ngang thì mình nhớ mình ghé mình tham khảo nha bạn. Để vô thân cho bạn xem, đây là cái thân các bạn, quần này 120 mấy, rất là to các bạn. Hôm mai ôm không giáp luôn các bạn ơi, mình không có thấy đế được bạn, đế thì nó người ta lắp lại bạn, có mấy cái đế nằm phơi ở trên nè. Anh em xem rồi nhớ cho mình nhận xét bên dưới về góc ngoài này các bạn. Mình xin chân thành cảm ơn tất cả anh em đã luôn ủng hộ mình, kênh mình trong suốt năm qua các bạn ơi. Còn anh em nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký để xem những video mới nhất của mình, đăng vào lúc 18 giờ chiều nha các bạn. Mình sẽ đăng mỗi ngày một video về mai khủng. Anh em nhớ đăng ký để không bỏ lỡ video nào nha các bạn, trên kênh YouTube Dương Hữu Thắng nha các bạn. Qua đây Tết đến xuân về, xuân Canh Tí 2020 các bạn. Mình chúc tất cả anh em đam mê mai vàng cả nước và gia đình thật nhiều sức khỏe nha các bạn, làm ăn phát tài, bạn sự như ý các bạn ơi. Nói chung anh em nào mà muốn xem tận mắt xem được hình ảnh thực sự của mai này, các bạn đến quận Cái Lậy bạn. Anh em hỏi ai cũng biết các bạn. Góc này rất nổi tiếng các bạn. Nói chung ai cũng có thể biết cái góc mai này bạn. Hầu như là nó đẹp nhất quận Cái Lậy các bạn. Và khủng nữa.